Xin chào, bạn khỏe không? Tôi chắc chắn rằng bạn tập luyện rất tốt, đang thuần thục từng bước một. Đó là cuộc sống. Tôi muốn các bạn tận hưởng cuộc sống. Với yoga, bạn sẽ làm được. Nào, ta bắt đầu. Hãy lấy một cái khăn hay chăn, hay gối cứng lót dưới mông. Tôi đã sẵn sàng rồi này. Đơn giản là khoanh chân lại. Thực ra thì thế ngồi có rất nhiều. Tư thế này chỉ là đơn giản thế thôi. Vì thế tôi mới khuyên bạn ngồi thế này. Nhưng bạn sẽ tập qua những thế khác nhanh thôi. Nào, bây giờ ngồi cao lên. Luôn luôn thẳng lưng nhé. Tay đặt lên gối. Và đầu tiên, tôi muốn bạn tập hít thở. Khi bạn hít vào, bụng đẩy ra phía trước. Và khi thở ra, bụng hóp vào. Nếu bạn vẫn không tập được, thì tôi muốn bạn hãy đặt tay lên bụng và cảm nhận hơi thở. Hơi thở chính là sự sống. Hít thở thật sâu hơn nào. Tốt, cứ hít thở. Tốt lắm, thở hai nhịp nữa. Tốt lắm. Như thế này gọi là kỹ thuật đa phun, hay còn gọi đơn giản là hít thở bằng bụng. Đây là một trong 8 kỹ thuật thở chính trong yoga. Và bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn một bài tập rất tốt. Đó là làm thông mũi, làm thanh sạch trí não, hệ thống thần kinh. Và bạn sẽ làm như sau. Khi hít vào, rồi quay sang phải. Thở ra, vậy thôi. Hít vào, quay đầu thẳng lại. Thở ra. Bây giờ bên trái hít vào. Thở ra. Bạn thấy bụng chuyển động không? Hít vào. Bây giờ bên phải. Giữ đó. Thở ra. Thẳng lại. Thở ra. Trái. Thở ra. Thẳng. Thở ra. Tốt. Quay đầu thật nhẹ nhàng. Cảm nhận sự co giãn. Thở ra. Tốt lắm. Hít vào từ từ thôi. Thở ra. Bạn thấy chuyển động không? Hít vào. Thở ra. 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 Lần cuối nào. Hít vào. Thở ra. Bên phải. Hít vào. Thở ra. Thẳng. Thở ra. Ta đang tập với mắt mở. Nếu bạn làm được thì nhắm mắt cũng được. Lần cuối nào. Thẳng đầu và thở ra. Tuyệt lắm, bạn thấy không? Kỹ thuật này có thể tập chậm chậm, sau đó tập nhanh hơn. Nhưng chỉ bằng tập luyện thì mới thuần thục được. Thế nên đừng bối rối, nếu không sẽ gây sức ép lên phổi. Vậy cứ hít thở thật chậm. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rất tốt. Bây giờ ta tập vai, hơi khác một chút. Đan tay lại với nhau, đặt trên đầu. Và nhớ kiểm tra khuỷu. Căng ra. Đừng ngồi thế này nhé. Thẳng lưng lên. Thẳng tay lên. Bắp tay chạm tay. Thấy không? Giống như bạn nâng trần lên đó. Làm thế nào? Giơ tay cao lên, vai chạm vào tay và hạ xuống. Chỉ vậy thôi. Làm 5 lần nào. Hít vào. Thở ra. Làm lại. Hít vào, vai lên cao và thở ra. Tốt, 3 lần nữa. Hít vào. Thở ra. 2 lần nữa. Hít vào. Thở ra. 1 lần. Hít vào. Tôi muốn bạn giữ nguyên hít thở. Thấy không? Tốt lắm. Bụng tôi đang thở đó. Đó là kỹ thuật tôi muốn bạn duy trì. Thở và thả lỏng. Chỉ thế thôi. Tiếp theo là động tác giải tỏa căng thẳng nơi bả vai. Nhìn thì đơn giản, nhưng nó cực tốt cho bạn đấy. Đan tay lại với nhau. Dương tay lên cao. Và bạn sẽ nghiêng một chút sang bên phải. Được không nào? Thẳng lại. Sang trái.
và thẳng lại. Tốt. Và tôi muốn bạn thở ra khi nghiêng qua. Thở ra. Hít vào. Không cần phải nghiêng quá đâu. Thở ra. Chỉ cần nhấc bả vai lên. Tuyệt lắm. Trái. Tốt. Thẳng. Bây giờ ta nhấc bên phải lên. Nhưng tay không cong. Thẳng. Làm lần cuối nào. Tốt. Và tôi muốn bạn giữ nguyên. Hãy cảm nhận sự nhấc vai. Vai nhấc hẳn lên. Tốt. 5 giây nữa. 4, 3, 2 và thẳng lại. Thấy không? Tôi biết bạn cảm thấy nóng ở vai. Đó là dấu hiệu tốt đó. Bên kia nào. Tôi cũng muốn bạn giữ nguyên. Giữ bả vai mở ra. Khiến nó mở rộng. Hãy cứu chúng. Chúng quá cứng, quá mỏi. Hãy khiến chúng khỏe lại. Và chúng sẽ sống lâu hơn. Tôi muốn bạn giữ nguyên 5 giây. 4, 3, 2 và thẳng lại. Thả lỏng. Bạn thấy vai thế nào? Cô thấy thế nào Mary? Bạn thấy đó. Sẽ cảm thấy như thế. Bây giờ, dang tay ra hai bên. Tay như thế. Chụm đầu ngón tay lại và chạm vào vai. Và mở ra. Rất đơn giản. Chạm và mở ra. Bạn đang tập khuỷu và cũng khiến cho khớp vai khỏe hơn. Hai lần nữa. Chạm. Mở. Một lần. Chạm. Mở. Và từ đây hãy nắm tay lại. Không cần quá chặt đâu. Xoay nào. Xoay. Tuyệt lắm. Tuyệt lắm. Lần nữa. Xoay. Tốt. Ngửa lên. Nào. Xuống nữa. Sắp xuống. Và ngửa lên. Tuyệt vời. Xuống. Tôi muốn bạn cảm thấy như đang dặn cái gì đó. Nhiều nữa. Và ngửa lên. Sắp xuống. Làm lần nữa. Và ngửa ra. Tốt lắm. Hai lần nữa. Sắp. Chứ đừng thế này. Thẳng lưng và mở rộng vai. Mở ra. Sắp. Lần nữa. Tôi muốn bạn giữ nguyên như thể đang dặn cái gì. Nữa nào. Cố hết sức. 5 giây nữa. Và ngửa. 5 giây. 4, 3, 2. Và hạ xuống. Bạn thấy thế nào? Tốt lắm. Nếu chúng ấm lên, tức là chúng đã sống. Nếu chúng lạnh đi, chúng sẽ cứng. Bạn nên giữ chúng thật mạnh khỏe. Đa số các sức ép đè lên cổ. Lúc bạn ngồi, khi bạn làm việc, lúc bạn đi, tạo ra rất nhiều sức ép lên vùng này. Nên thả lỏng vùng này. Tốt lắm. Ta sẽ tập tư thế khác. Quay mặt sang bên. Một bài tập dễ dàng. Tôi nói bạn nghe. Cứ như đang thư giãn ở bãi biển ấy. Giống thế này này. Và bạn sẽ làm gì? Co chân phải lại sát người. Thật gần hơn. Rồi duỗi ra. Rất đơn giản. Nào, làm với chân trái. Cong chân lại. Hạ xuống. Tốt lắm. Cong chân. Hạ xuống. Co lên. Nhiều người không làm được thì làm thế này nè. Bạn sẽ làm gì? Có thể giúp nó một tay. Thế này này. Và hạ xuống. Và bằng cách tập luyện, cơ thể bạn sẽ nhận được mệnh lệnh. Chuyển động. Hạ xuống. Nó quả thực là một bài tập rất đơn giản. Co lên và hạ xuống. Một lần nữa. Co lên. Hạ xuống. Chân trái nào. Co rồi hạ. Tuyệt lắm. Hai chân hơi dang ra. Bây giờ ta sẽ duỗi mũi chân ra trước. Thật xa. Sau đó lại kéo nó lại về phía người. Lại nào. Duỗi mũi chân ra. Thật xa. Rồi lại kéo về phía người. Một lần nữa. Duỗi. Rồi kéo. Và bây giờ ta chạm mũi chân vào với nhau. Và xoay ra. Rất tuyệt. Trong. Rồi ngoài. Trong. Rồi ngoài. Trong rồi ngoài lần cuối nào. Trong. Rồi ngoài. Ta sẽ xoay mà không nhấc gối lên. Một vòng tròn lớn nào. Trong rồi ngoài. Hai ngón cái sẽ chào nhau rồi ngoài.
xoay nào, hello, và ngoài, tốt lắm, rộng ra, và xoay ra, rộng nữa, và xoay ra, tốt lắm, rộng ra, và xoay ra. Ta sẽ làm ngược lại nhé. Ngược lại và xoay. 2 và xoay. 3 xoay. 4 tuyệt lắm. 5 một lần nữa, rất tốt, rất dễ nào. Bây giờ hai chân chắp lại. Hãy tập thế con rùa. Ai bị trẹo lưng, đau lưng, đây là kỹ thuật tuyệt vời nhất. Nào, nắm hai chân bằng bàn tay. Không cần phải kéo sát lại, hơi xa cũng được, và gối hướng ra ngoài, chỉ có bàn chân là sát nhau. Nào, hít vào và cúi đầu xuống. Vài người sẽ thấy việc cúi xuống khá khó khăn. Không sao cả, tôi muốn bạn giữ nguyên vị trí, nhưng thả lỏng đầu nhé, và hít thở. Tốt, tôi muốn bạn như thế đó. Còn một lựa chọn khác dễ hơn. Nếu không làm được tư thế này, ngồi lên khăn. Thế này, và bạn có thể tập, thấy không? Như thế này sẽ dễ hơn nhiều đấy. Bạn thấy không? Thấy mình cúi tới trước được xa như thế nào không? Đây là một tư thế rất tuyệt. Hay cả khi có cơn đau như chuột rút ấy, cơn đau đó chạy dọc theo chân. Cứ tập kỹ thuật này, nó sẽ giúp bạn không còn đau nữa. Nào, bây giờ tôi muốn bạn ngẩng đầu lên. Rất tốt. Bây giờ bỏ khăn ra nếu bạn đang ngồi lên nó. Và chân thế này, tay thế này ra sao? Rất đơn giản. Và khi hít vào, tôi muốn bạn ngửa đầu ra sau, nâng hông lên, rồi ngồi trở lại. Tốt. Lần nữa nào, hít vào. Chỉ là căng cơ thể thôi. Tôi muốn bạn đẩy hông về phía trần, rồi hạ xuống. Tốt lắm, cứ tập thế nha. Tôi sẽ trở lại ngay. Bạn thế nào rồi? Bạn đang tập đó à? Tốt lắm, hạ xuống. Và bạn càng tập thì không những chỉ mở rộng hông ra, cả vai, cả tay, bắp tay rất khỏe mạnh. Rất cần để khiến chúng khỏe mạnh. Và nó sẽ mở rộng bả vai ra rất nhiều, giải phóng căng thẳng. Và đầu bạn cúi xuống sẽ rất tốt. Và khi bạn nâng lên, khung chậu, hông hướng lên rồi hạ xuống. Một lần nữa. Lần này tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Rất dễ, tôi muốn bạn làm nó. Được không nào? Nếu như bạn cứ tiếp tục nói không thể, không thể, không thể, không thể làm được, như vậy sẽ thành định kiến và bạn sẽ không làm được gì cả. Tôi muốn bạn chuyển từ tôi không thể làm được trở thành gì nào? Sẽ trở thành tôi sẽ làm. Nào, 5 giây nữa. Cao lên nữa. 3, 2, và hạ xuống. Chỉ thế thôi, tuyệt lắm. Bây giờ ngồi xuống. Hai chân duỗi thẳng. Bây giờ thả lỏng và hít thở 2 nhịp. 1 nhịp. Thấy khỏe không? Bạn thấy không? Khi cơ thể dẻo dai, bạn cảm thấy được thoải mái, tự do. Nếu không, bạn sẽ cảm thấy bị khóa chặt. Bạn bị khóa, hãy mở nó ra. Tuyệt lắm. Nào, thẳng lưng lên. Nhớ luôn thẳng lưng, hai chân khép. Thế này gọi là Dandasana. Giống như cây gậy. Và hai tay chống hai bên. Những ai không làm được, cứ giữ lưng thẳng rồi dùng khăn lót với mông. Tôi nói bạn rồi, tất cả những tư thế đều sẽ được đơn giản hóa hết thôi. Nào, và nhớ kiểm tra xem lưng thẳng chưa, bằng cách đặt hai tay hai bên, giữ nguyên thế này, và quan sát việc hít thở 2 lần, có nghĩa là bụng sẽ đẩy ra trước, rồi hốp vào. Tuyệt lắm, đẩy ra, rồi hốp vào, thế thôi. Nào, giữ lưng thật thẳng, hai tay đặt trên sàn,
cong gối sát người, rồi nghiêng sang bên. Lần nữa, co chân lên rồi duỗi ra. Thấy không? Lần nữa, co chân lên, nghiêng qua bên. Thấy không? Nhấc lên rồi thả xuống rồi duỗi ra. Tư thế này tạo nhiều sức mạnh, xóa tan sự yếu ớt. Nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng bạn biết không, đôi khi có những căn cơ ở đâu đó, và tôi muốn bạn giải tỏa nó đi. Rồi xuống, lần cuối nào, hạ xuống. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này, và có những người chân sẽ cao như thế này. Đừng lo lắng, tôi nói với bạn rồi, khi tập yoga thì đừng lo lắng gì cả. Có người nói rằng, khi bạn gặp rắc rối và muốn giải quyết nó, thì nếu giải quyết được, đừng lo gì cả. Ngay cả khi cảm thấy không làm được, cũng đừng lo lắng làm gì. Lo lắng không giúp ích gì cho bạn cả. Nào, tôi muốn bạn ngồi thế này. Ngón chân hướng về phía mặt này và đặt tay lên gối, lên mắt cá hay bất kỳ chỗ nào có thể. Và điều quan trọng tôi muốn bạn làm là ngã về phía trước. Nhưng lưng vẫn thẳng nha. Như thế đó, lưng thật thẳng, cúi về phía trước. Thẳng ra, tôi muốn bạn ngồi như thế lâu một chút. Cố kéo dài ra, duỗi ra hơn là co vào nhé. Nâng lên nào, đừng cong người. Nâng lên, nhìn ngón chân này, trông chúng mới đẹp làm sao. Cứ giữ thế trong vài nhịp thở nữa nhé. Duỗi dài cổ ra, đừng rụt vào để khiến cổ thoải mái, rất tuyệt. Duỗi thật dài ra, thấy không? Một nhịp nữa. Và thả lỏng. Thật đơn giản phải không? Chân kia nào. Nào, duỗi chân ra trước cái đã, rồi cong chân trái, hạ nó xuống phía bên kia. Cảm nhận sự căng cơ. Và đôi khi bạn sẽ thấy này, hơi cứng. Không sao cả, hãy cố gắng tập giãn ra. Lên lại. Và duỗi ra. Nào, lại co lên. Ngã chân xuống. Lên. Và duỗi ra. Hai lần nữa, lên. Ngã sang. Lên. Và duỗi ra. Lần cuối, co lên. Ngã ra. Tôi muốn bạn giữ ở đây. Dù ngồi ở đâu, trên khăn cũng không sao cả. Nhưng phải nhớ là kiểm tra lưng cho thật thẳng nha. Nào, trượt tay ra phía trước. Thế thôi, thế thôi. Nhớ giữ lưng thẳng khi cúi xuống. Cứ hít thở và duỗi dài cổ ra. Tốt, dài hơn. Đừng kéo cổ, thật dài ra. Thấy không? Nhìn lưng xem nè. Xem nó thẳng thế nào này. Và bằng cách tập luyện bạn sẽ làm được. Đừng vội vàng, đừng có ép mình. Luyện tập thì mới đạt được. Được rồi, nào. Hít thở hai lần. Tốt lắm. Hai lần nữa. Dài hơn. Tuyệt vời. Và bạn thả lỏng, lại đặt tay ra sau lưng. Thư giãn nào. Hai chân hơi dang ra, đầu ngửa về sau. Hít thở hai nhịp. Một và hai. Bây giờ ngẩng đầu lên. Ta sẽ tập massage cho lưng. Ai cũng làm được hết. Bạn sẽ làm thế này. Ôm như thế này, dưới đầu gối. Bây giờ bạn sẽ cong lưng và cảm thấy lưng từ từ ngã xuống sàn thật nhẹ nhàng. Và ngồi trở lên. Thế thôi, rất đơn giản thấy không? Cứ tập thế, cứ tiếp tục. Thế này sẽ massage rất tốt. Và bạn sẽ thấy những thứ khí thoát ra ngoài khi tập rất dễ dàng. Ai cũng làm được cả. Bạn thấy không? Cứ làm một đứa trẻ như một đứa trẻ tiếp tục nào. Tốt lắm. Nào, lăn nào. Lăn đi. Và mỗi khi bạn chạm xuống sàn, tôi muốn bạn cảm nhận. Rất là quan trọng đó. Tốt lắm. Ba lần cuối. Cứ lăn đi. Tốt lắm, hai lần nữa, lăn nào. Tốt lắm, một lần nữa nào, lăn đi. Và ngồi dậy. Nào, từ từ nằm xuống. Thẳng chân.
Tôi muốn bạn nghiêng qua bên trước, rồi từ từ nằm xuống. Đúng rồi, đó là cách bảo đảm nhất. Tuy đôi khi bạn chỉ muốn nằm ngay xuống và bạn sẽ cong sống lưng lại, thế thì sẽ an toàn hơn. Đôi khi bạn cần biết cách nằm xuống thế nào. Tôi sẽ chỉ cho. Vì thế, hãy cùng tập với tôi. Nào, tôi muốn bạn thư giãn nhé. Quan sát hơi thở. Khi hít vào, bụng nâng lên, hai chân luôn hơi dang ra. Và bạn sẽ thư giãn thế này. Và chỉ chỗ này chuyển động. Bụng nâng lên rồi hạ xuống. Bụng nâng lên rồi hạ xuống. Chỉ thế thôi. Hít vào, bụng nâng lên rồi hạ xuống. Mỗi lần tập hít thở thế này rất tốt cho bạn. Nó sẽ nhanh chóng đưa bạn trở về trạng thái cân bằng. Nó sẽ giải tỏa tất cả căng thẳng trong trí óc và nơi cơ thể. Tốt, một lần nữa nào. Và ta sẽ tiếp tục. Từ từ mở mắt ra nào. Và co cả hai chân lại. Bàn chân áp xuống sàn. Duỗi chân phải thẳng ra. Hạ xuống nào. Rất tốt. Ta sẽ tập thế này. Nó rất tốt cho đùi trong. Đầu tiên, nhấc chân lên. Càng cao càng tốt. Thẳng thế này là tốt rồi. Và từ như thế này, tôi muốn bạn dang tay ra hai bên. Như thế rất tốt. Từ từ thả chân xuống bên phải. Cứ thả lỏng. Nào, tập trung vào đùi trong. Đừng chỉ biết hạ chân xuống. Tập trung vào đùi trong. Và từ từ nhấc lên. Thế đó, rất tốt. Thấy không nào? Khi bạn tập thế này thì bạn đã thực sự tập cho cơ mông rồi đấy. Tốt lắm. Bốn lần nữa nào. Hạ xuống bên. Và tập trung vào đùi trong. Và từ từ nhấc lên. Đúng rồi. Nào, lại nào. Xuống. Tuyệt vời. Tiếp tục. Lên. Tuyệt lắm. Hít vào. Hãy đồng bộ hơi thở. Thở ra. Lại nào. Hít vào. Thở ra. Cứ tập như thế này. Vài người sẽ không thẳng được thế này. Chỉ có thể thế này. Không sao cả. Cứ từ đó mà nhấc chân lên. Vẫn tốt. Bạn vẫn tập đùi trong. Xuống lại nào. Tốt lắm. Và lên. Tốt lắm. Và đôi khi chân không thẳng. Thế này. Không sao, vẫn tập nha. Và lên nào. Rất tốt. Để tập đùi trong khỏe hơn. Khiến cơ săn chắc rất quan trọng. Lần cuối nào. Lên. Thấy không? Rất đơn giản. Tốt lắm, giữ thế này trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Từ từ hạ chân xuống. Giữ chân, tuyệt lắm. Bây giờ, cong chân này. Và giữ chân trái thẳng. Cô sẵn sàng chưa? Thú vị chứ? Tôi nói bạn nghe, nó rất thú vị. Bạn sẽ biết được những gì chưa từng biết. Bạn sẽ trải nghiệm chúng. Bây giờ, chân trái nhấc lên. Và từ từ hạ nó xuống bên kia. Từ từ thôi. Tập trung vào đùi trong. Và nhấc cơ đó lên. Đúng rồi. Vài người không thể làm. Mà thế này cũng không sao. Và nhấc lên. Thế đấy. Vài người không thể thẳng chân như thế này. Bạn thấy không? Và nhấc lên. Đúng rồi. Và bạn đang tập luyện đùi trong. Cứ tập trung như thế. Tốt lắm. Tập 4 lần nữa. Lên. Tốt. Và hạ xuống. Rồi từ từ lên. Tốt lắm. Từ từ xuống. Rồi từ từ lên. Nhẹ nhàng. Một lần nữa nào. Từ từ và lên. Giữ nguyên trong 10 giây. Nhẹ nhàng. Duỗi thẳng chân. Và cũng có người thế này, không sao cả. Và chân bạn có thể rung lẩy bẩy. Không sao đâu. Cứ giữ thế trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hạ chân xuống. Chân mở ra hai bên. Và tập trung vào hơi thở.
Cứ tập trung vào hít thở nha. Tôi sẽ trở lại ngay. Tôi ở đây này. Nào, ta sẽ bắt đầu. Bây giờ, ta sẽ ôm lấy chân. Tập thế thả lỏng những căng thẳng nơi lưng. Điều đầu tiên là khép hai chân lại nhẹ nhàng. Tốt. Đầu tiên, ôm lấy chân phải. Chỉ là chân thôi. Và kéo càng sát càng tốt. Bạn thấy đó, nhiều người không thể kéo chân lại thế này. Không sao cả, bạn có thể ở đây. Nào, bây giờ bạn ngẩng đầu lên và trán chạm vào đầu gối. Có khó không? Không sao đâu, cứ tập một vài lần. Đầu trên sàn và chân duỗi thẳng. Rất tốt. Tư thế này sẽ giúp giải tỏa những căng thẳng nơi xương sống. Xương sống sẽ dương dài ra và nó cũng massage rất tốt cho bụng bạn. Bây giờ, ta tập chân trái. Cong chân lại trước và chạm trán vào chân, rồi ngã đầu xuống, duỗi thẳng chân. Bây giờ, ta kết hợp với việc hít thở. Nào, co chân phải lên hít vào, chạm trán và giữ trong 5, 4, 3, 2, ngã ra, thở ra. Rất tốt. Lần nữa nào, ôm chân trái. Hít vào, ngẩng đầu lên, giữ hơi. Tốt lắm. Nó cũng tốt cho việc giải phóng khí trong bao tử. Rất tốt. Khiến khớp dẻo dai. Đầu xuống và chân duỗi ra. Nhớ thở ra nha. Chân phải lần nữa, ôm vào. Hít vào, giữ hơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Đầu xuống trước. Chân duỗi ra. Lần cuối nào, ôm chân. Đầu ngẩng lên, giữ hơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Đầu xuống, chân duỗi. Rất tốt. Thở hai nhịp. Và nhớ mỗi lần bạn hít thở, bụng bạn nâng lên rồi hạ xuống. Bụng bạn nâng lên rồi hạ xuống. Được không nào? Đừng làm tổn thương việc hít thở. Khi bạn hít thở, sẽ cảm thấy nội lực. Khi bạn đưa hơi thở vào sâu, sẽ khiến nội lực dâng lên. Rất quan trọng đấy. Nào, bây giờ ta sẽ tập với cả hai chân. Ôm cả hai chân. Tốt lắm. Hít vào, ngẩng đầu lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bạn muốn 5 à? Được. 5, 4, 3, 2. Rồi đầu ngã ra. Chân duỗi. Nhẹ nhàng duỗi ra. Đừng thả xuống nha. Tốt lắm. Ôm gối nào. Vài người sẽ thấy khó khăn khi ôm gối. Không sao cả. Cứ thế này và ngẩng đầu lên. Thế là được rồi. Và bạn dùng tay kéo chân càng sát càng tốt. Nào, 5, 4, 3, 2. Như tôi đã hứa, chỉ đếm từ 5 nha. Và ngã đầu ra. Chân duỗi thẳng. Tốt lắm. Bây giờ tập hai lần nữa. Ôm cả hai chân. Ngẩng đầu lên. 5, 4, 3. Đầu xuống trước. Chân duỗi. Bạn đang tập bụng nữa. Một lần cuối cùng ôm nào. Thấy không? Khi bạn ôm, hông lỏng ra sẽ khiến giải tỏa bớt sức ép. Lưng cũng thả lỏng. Bạn cong lưng, xương sống thẳng ra. Nhiều thứ đang diễn ra lắm đó. 5 giây, 4, 3, ngã đầu ra trước và duỗi chân ra. Nào, hít thở thật sâu. Hít thở sâu khi hít vào, bụng bạn nâng lên rồi hạ xuống. Và nhớ kiểm tra đầu, lúc nào cũng thẳng. Và cằm lúc nào cũng hướng xuống. Khi bạn ngửa cổ thế này, sẽ ép cổ ở chỗ này. Xương cổ bị ép. Phải luôn kiểm tra.
ngay khi bạn đi ngủ cũng kiểm tra xem nó thẳng chưa. Và cả vai bạn cũng có thể bị cứng. Nhớ là kiểm tra nhé. Ta sẽ tập một bài tập khác. Nào, nghiêng người qua bên. Tốt lắm, từ từ nghiêng qua và ngồi dậy. Tuyệt lắm. Ngồi dậy. Và điều chúng ta sẽ làm là từ từ chuyển sang thế kim cương. Ngồi ở thế kim cương và nhớ giữ lưng thật thẳng. Và ta sẽ tập khóa nữa nhé. Nhìn này, những ai không thể ngồi thế này vì bạn thấy đau ở đây, bạn có thể chống mũi chân lên thế này cũng tốt nữa. Thế này bạn sẽ không bị đau. Cứ thế đi. Và nếu bạn đau chỗ này hay chỗ này cứng quá, bạn có thể lấy khăn và lót dưới mông thế này. Bạn có thể ngồi thế này. Có thấy không? Thế này sẽ thoải mái hơn nhiều. Nào, tôi muốn bạn ngồi thế này và ta tập thế khóa. Giơ tay phải lên. Nào, dòng ra sau. Và dùng tay kia luồn xuống dưới nắm tay phải và khóa nó lại. Thấy không? Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này và đẩy tay phải ra sau nữa. Bạn có thể dùng khăn. Tốt lắm đấy. Khi bạn dùng khăn, bạn có thể kéo tới. Và một bài tập rất tốt nữa là khi bạn tắm, chà lưng thế này. Và khi bạn chà lưng thế, rất tốt, vai sẽ mở ra. Càng ngày chúng ta càng lười hơn đấy. Khi chà lưng, ta lại dùng bông tắm dài mà chà thế này. Nhưng đây là bài tập tốt lắm đấy. Tôi nói bạn nghe, khi bạn tắm, hãy giữ đó nha. Lưng thật thẳng. Và bạn thấy khuỷu không? Bạn có thể kéo ra sau càng nhiều càng tốt. Thấy không nào? Ra sau đầu đấy. Giữ như thế trong 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây. Và thả lỏng khóa. Sau đó buông tay phía trên xuống. Thẳng lưng nha. Và cứ ở đây hít thở 2 nhịp. Sẵn sàng chưa nào? Nào, ta sẽ tập với tay kia. Giơ tay trái cao lên. Tốt. Và bạn có thể dùng khăn cũng được. Ra sao nữa? Bạn thấy không? Rất tốt. Và giữ nguyên thế, chặt nhé. Và giữ như thế. Hít thở. Mỗi khi bạn muốn khóa nó nữa, cứ dích hai tay lại gần nhau. Gần hơn nữa. Gần nữa. Như thế. Siết hai tay lại. Nữa nào. Và nó rất tốt cho việc căng cơ. Giải tỏa căng thẳng nơi bả vai. Vai bạn sẽ rất khỏe. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 và từ từ thả ra rồi thả lỏng. Tốt lắm. Nào, ta sẽ tập thêm một bài tập giãn lưng. Giữ cho lưng thật thẳng nhé. Dang tay lại, đặt sau lưng. Và khi bạn hít vào, đẩy ngực ra phía trước. Có nghĩa là bạn sẽ hướng ngực ra trước thế đó và siết chặt vai, hít vào, đẩy ra, đẩy ngực ra trước và hít vào, đẩy ra, rồi thả lỏng. Lần nữa nào, hít vào, đẩy ngực ra trước, rồi thả lỏng. Lần nữa nào, hít vào, đẩy ngực ra trước, rồi thả lỏng. Lần nữa nào, hít vào, đẩy ngực ra trước, rồi thả lỏng. Lần cuối, hít vào. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế, siết chặt bả vai. Nhiều người đi mà cong lưng thế này thật không tốt thế nào. Bạn phải đẩy ra. Nên nhớ, phải đẩy ngực ra, lưng thẳng và giữ nguyên trong 10 giây. Nó luôn luôn ảnh hưởng đến lúc bạn đi, lúc bạn ngồi bên máy tính, lúc bạn tập trung vào việc, tập trung đọc sách. Có rất nhiều khó chịu ở đây. Và khi bạn giữ tư thế này,
bạn sẽ giải tỏa tất cả những căng thẳng đó. 5 giây nữa. Và khi bạn cúi tới trước, thế này, bạn phải giãn cơ ra. 4, 3, 2, và thả lỏng ra. Tuyệt vời. Nào, giữ nguyên thế, hít thở 3 nhịp, hít thở kiểu đa phun. Hít vào, bụng hướng ra trước, thở ra, bụng hóp vào, hít vào, bụng hướng ra trước, thở ra, bụng hóp vào, hít vào, bụng hướng ra trước, thở ra, bụng hóp vào. Một lần nữa, hít vào và thở ra. Rất tuyệt. Nào, ta sẽ tập một tư thế gọi là cái cầu và con cá. Ta sẽ tập tư thế đó hôm nay. Tư thế cái cầu rất quan trọng. Nó sẽ mở rộng vùng khung chậu. Nó sẽ giúp mở rộng. Nhiều người nghĩ sẽ khiến cổ bị đau, nhưng thực ra không phải. Tôi muốn bạn nằm xuống, gót sát mông. Bạn sẽ thư giãn sống lưng khi nằm xuống, và thế này sẽ khiến nhiều người cảm thấy thoải mái. Bạn có thể cong lưng khi nằm xuống. Nào, nằm xuống, chân trên sàn. Và điều quan trọng là tôi muốn là bạn phải thả lỏng vai trên sàn thế này. Khi đó, bạn sẽ giúp sống lưng dài ra. Nào, nâng hông lên. Hít vào. Và thở ra hạ xuống. Ta sẽ tập 2 lần cho thành thạo. Hít vào, nhấc lên. Cao lên và hạ xuống. Tuyệt lắm. Hông lên. Cao lên. Tốt lắm. Và hạ xuống. Hông lên thật cao. Và bằng tập luyện, bạn sẽ cao lên thế này. Thấy cô ấy làm không? Đó là cách làm đấy. Rất tốt. Hạ xuống nào. Tốt lắm. Tiếp tục. Hít vào. Hông lên. Khi kết hợp hơi thở và chuyển động sẽ khiến giải tỏa sự căng thẳng. Mỗi lần bạn hít vào đưa lên và thở ra hạ xuống, bạn sẽ tống tất cả những căng cơ hay nghẹt giữa những sống lưng. Hít vào đưa lên và thở ra hạ xuống. Tốt, hai lần nữa. Hít vào đưa lên. Cao nữa và thở ra hạ xuống. Lần nữa nào. Hít vào đưa lên. Tôi muốn bạn giữ thế này, hít thở. Và săn mông lại. Tôi sẽ trở lại ngay. Nào, nâng lên. Bạn nằm xuống và chờ tôi sao? Tôi yêu các bạn. Bạn thật tuyệt. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Nào nào, cứ giữ đấy. Cứ giữ đấy và giữ trong 10, 9, 8, 7, 6. Săn mông lại. 5, 4, 3, cao lên nữa. Rất tốt. Thế là đủ cho hôm nay rồi đấy. Không cần đưa lên quá cao. Cứ mỗi ngày một chút là đủ rồi. Hạ xuống nào. Nào, đặt tay bạn xuống dưới phía mông và dùng khuỷu nâng người bạn lên nào. Đúng rồi, thẳng chân ra. Đúng rồi, thế này gọi là con cá. Thế này sẽ mở ngực bạn ra. Thế bạn làm gì? Hít vào và mở ngực thật rộng ra. Nào, ngửa đầu ra. Mở ngực ra, thật tuyệt. Nào, mở ngực ra nữa. Hít vào, hướng ngực lên, dài xương sống ra và thở ra. Thấy không? Chân bạn hệt như con cá. Khép lại. Nào, hít vào. Mở ra. Mở ra, tuyệt vời. Và thở ra. Tốt, lần cuối. Và ta sẽ chạm đầu xuống sàn. Hít vào. Và nếu ta có thể từ từ chạm xuống, nếu không cũng không sao. Đừng lo, cứ ở đó. Tôi không muốn bạn làm mình tổn thương. Yoga giải quyết vấn đề, chứ không phải gây ra vấn đề. Vì thế, bất cứ vấn đề gì bạn có, cứ giải quyết nó. Và nhớ là khi làm thế này, bạn sẽ không bị đau. Nhất là khi tập với tôi. Khi tôi chỉ cho các bạn, tôi muốn các bạn được vui. Được yoga mang lại nhiều thứ tốt. Tốt. Giữ nguyên thế trong 5 giây. 4, 3, 2. Nhấc đầu lên nhẹ nhàng và nằm xuống từ từ. Bạn biết nằm xuống thế nào đấy? Hai chân hơi dang ra và tập trung chú ý vào hơi thở ngay đây. Hít vào đưa lên và thở ra hạ xuống. Tốt. Khi hít vào đưa lên và thở ra hạ xuống, luôn tập trung
đừng đưa ngực lên, chỉ chỗ này thôi. Một lần nữa, bụng đưa lên và hạ xuống. Tốt lắm. Nào, bây giờ từ từ nghiêng qua. Nào, cong gối. Đây là tư thế an toàn nhất để ngồi dậy từ giường. Và từ từ ngồi dậy. Nhiều người đôi khi ngồi dậy quá nhanh sẽ làm tổn thương nó, làm sốc dây thần kinh. Thật là không tốt đâu. Nghiêng qua một bên lúc nào cũng tốt hơn. Khi ngồi dậy từ giường, nên luôn nghiêng người, rồi nghỉ một chút, rồi cong gối và ngồi dậy. Rất tuyệt. Ngồi dậy và quỳ lên tứ chi. Hãy trở thành một con thú đẹp. Một con thú đẹp và đáng yêu. Nào, dang hai chân ra bằng hông. Bạn sẽ tập tư thế đứa trẻ và con mèo. Ta sẽ kết hợp chúng từ từ. Rất tuyệt. Bạn sẽ làm là từ từ vào thế đứa trẻ. Từ từ ngồi xuống. Mông bạn trên gót. Hạ khuỷu xuống và cúi đầu. Và hít thở hai nhịp ở đây. Một nhịp nữa. Rất tuyệt. Và ngẩng đầu lên. Quỳ lên tứ chi. Và ta tập thế con mèo. Hít vào và ngước cằm lên. Khi bạn ngước cằm, tôi đề nghị bạn nên nghĩ về xương cụt cũng cong lên. Cao lên, giữ nguyên, thẳng tay, đừng cong nhé, tay thẳng. Tốt, và trở lại tư thế đứa trẻ. Hãy làm một đứa trẻ, hạ xuống từ từ và từ từ lại ngẩng lên. Và bạn lại quỳ lên tứ chi, hít vào, xương cụt cong lên và tay thẳng. Bây giờ hạ xuống lần cuối cùng. Hạ xuống giữ nguyên, trở thành đứa trẻ. Tư thế này gọi là đứa trẻ. Thật thư giãn, êm đềm, trở thành đứa trẻ và thật thoải mái. Tốt lắm, và bạn từ từ ngẩng lên nữa. Con mèo, ngước lên thật cao. Cảm nhận xương sống, dài ra nữa. Nửa nào, và nằm xuống trên sàn nào. Và bạn nằm sấp, tay chồng lên tay kia và cúi đầu xuống. Hãy thở hai nhịp. Tuyệt lắm, từ từ ngẩng lên. Ta sẽ tập thế rắn hổ mang, nhưng sẽ hơi khác một chút. Ép lòng bàn tay nơi hai vai. Bạn sẽ làm gì? Chân đấy, thấy không? Bạn sẽ cong lên như thế. Bạn đừng nhấc người, cứ giữ thế. Và bạn sẽ làm gì? Cảm nhận đùi và bụng chạm xuống sàn. Nhấc người lên khỏi sàn. Thấy không nào? Thế thôi. Và khi hạ xuống, thẳng chân ra, cúi đầu xuống. Nào, lần nữa, cong chân lên như thế này và cuộn người lên. Tốt. Và bạn hạ xuống. Hạ xuống. Nào, ta sẽ làm 3 lần nữa. Một bài tập tuyệt vời cho sống lưng. Thế thôi, được rồi. Và lại hạ xuống. Và chân hạ xuống. Tốt, 2 lần nữa. Từ từ cong lên. Và phần thân trên. Mở ngực ra. Và hạ xuống. Lần cuối cùng nào. Nhưng tôi muốn bạn giữ nguyên lần này. Nào, ta sẽ chỉnh sửa một số. Rất quan trọng đấy. Vì tôi không ở đó. Vì thế tôi muốn bạn làm theo giọng nói của tôi nhé. Mở rộng vai ra. Đừng như thế này. Mở ra và đẩy xương mỏ ác ra trước. Săn bả vai lại. Và cong khuỷu một chút. Đúng rồi, được rồi. Tôi không muốn bạn ép cổ. Chỉ cần giãn cổ ra thôi. Tôi muốn bạn giữ nó thế hay chỉ cần làm thế này. Tôi muốn bạn tập trung vào phần lưng và giữ nguyên trong 10 phút nữa. Nào, 10 giây thôi. 8 giây. 6 giây. Này, đừng buông xuống. Tôi đang nhìn bạn đấy. Đang nhìn đấy. 4 giây. 3 giây. 2 giây. Nằm xuống nào. Tuyệt vời, cứ thả lỏng người,
cúi đầu trên tay và hít thở hai nhịp. Rất tốt. Bạn thấy không? Khi ngẩng lên, bạn không những tập sống lưng mà còn tập luyện cả cánh tay nữa. Và bạn sẽ thấy cơ tam đầu trở thành giống như biểu tượng hội đua ngựa. Bạn có biết biểu tượng đó không? Đó là điều bạn mơ ước phải không? Tôi biết đó nha. Được rồi, bạn sẽ đạt được cùng yoga. Biết không, yoga không những đem lại cho bạn sự linh hoạt, nó còn khiến bạn săn chắc hơn. Yoga sẽ khiến bạn nhìn thật đẹp bên trong và bên ngoài. Tốt lắm, ta sẽ tiếp tục nhé. Tư thế tiếp theo rất quan trọng, gọi là cá sấu. Tôi sẽ nói cho bạn nghe vì sao gọi là cá sấu. Khi bạn nhìn thấy con cá sấu, bạn biết nó vẫn còn sống. Bằng cách nhìn thấy nó thở, chứ không phải nhìn thân thể, bởi vì thường là nó bất động. Tôi muốn bạn sẽ hơi dang hai chân ra và xoay gót vào trong. Vì sao ta hướng gót vào trong? Vì hông sẽ chạm xuống. Nếu bạn xoay gót ra ngoài, sẽ khiến hông hở lên. Tôi muốn bạn xoay nó vào trong, chạm đùi trong xuống. Đùi trong sẽ thả lỏng hoàn toàn. Tôi muốn bạn nắm lấy hai bắp tay, là hai bắp tay. Đúng thế đấy. Và nhích ra một tí để bạn không gây áp lực lên vai. Bạn thấy không? Để thế này sẽ khiến áp lực rất nhiều lên vai. Tôi muốn bạn nhích khuỷu ra trước và kiểm tra xem có áp lực nào trên vai không. Và chạm trán xuống tay, thật thoải mái. Nhiều người thấy việc cúi đầu như thế này là rất khó khăn, thế nên rất tốt để giữ đầu thật thẳng. Và đầu tiên phải thả lỏng vai. Cứ thế, làm theo giọng nói tôi nha. Nào, tôi muốn bạn thả lỏng và cứ nghe tôi nói nha. Đừng làm gì cả. Tôi muốn bạn giữ nguyên đó. Tư thế này rất tốt cho phụ nữ. Nó là món quà tặng cho các quý cô. Ai có vấn đề khi hành kinh, co thắt hay đau đớn, cứ tập thế này 10 phút mỗi ngày. Tất cả những vấn đề về kinh nguyệt sẽ biến mất. Và với đàn ông, khi các bạn bị vấn đề gì về đường tiết niệu, tắc nghẽn tuần hoàn, những thứ đó sẽ biến mất. Nó sẽ giúp tạo nhiều máu tuần hoàn đến tử cung cho phụ nữ. Nó rất tốt cho cả hai giới. Cho đàn ông, nó sẽ giúp thanh lọc tất cả các tuyến. Bạn chẳng làm gì cả, mà chính là hít thở sẽ điều hòa mọi thứ. Nó sẽ mở rộng năng lượng khung chậu của bạn. Và điều tôi muốn bạn làm là chắc chắn hai chân bạn thật thoải mái. Đùi thả lỏng và khung chậu thư giãn trên sàn. Nào, khi bạn hít vào, hãy cảm nhận hơi thở từ từ xuống bụng. Khi hít vào, ép bụng xuống sàn, thở ra thư giãn. Hãy tập trung vào việc hít thở. Hít vào, nhớ cảm nhận nơi bụng và thở ra hạ xuống trên sàn. Lần nữa, hít vào, cảm nhận nó ngay ở đây và thở ra. Nhớ phải từ từ. Tôi không muốn bạn ngắt quãng hơi thở hay đột ngột dừng thở. Tôi muốn bạn hít thở thật sâu, nhẹ nhàng. Tập nó vài lần. Và đây là một tư thế tuyệt vời. Khi thực hiện, không có bất kỳ căng thẳng nào trên mặt. Mặt thật thư giãn, không có sức ép nào trên vai. Tất cả thư giãn, bạn thấy không? Cứ cho phép thân thể thả lỏng, không căng, không sức ép nào ở đùi trong. Nhưng người cao huyết áp và đau lưng, hãy tập thế này nhé. Và mỗi hơi thở là năng lượng dâng lên, hãy cảm nhận nó nơi bụng, ép bụng xuống sàn. Tôi nhắc lại, khi hít vào, ép bụng xuống sàn, và thở ra thì thư giãn trên sàn. Khi hít vào, ép bụng xuống sàn, và thở ra thì thư giãn trên sàn. Khi hít vào, ép bụng xuống sàn, và thở ra thì thư giãn trên sàn. Tập 3 lần nữa. Thật sâu, 2 lần nữa. Thật nhẹ nhàng, đừng vội. Thật chậm. Kỹ thuật hít thở này rất tuyệt. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế. Và nếu có nhiều thời gian hơn, hãy tập nhiều hơn.
10 phút là tốt lắm. Và tôi muốn nhắc cho bạn rằng sẽ có lợi ích khi tập tư thế này. Giữ nguyên thế này, thư giãn hơn, càng lâu càng tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy tràn đầy năng lượng, sức sống và khỏe mạnh. Yoga sẽ khiến bạn nhìn và cảm thấy trẻ ra. Hãy tập cùng tôi. Xin chào.